Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trong hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, được xây dựng từ năm 246 trước Công Nguyên đến năm 208 trước Công Nguyên, kéo dài 39 năm, lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một trong những lăng mộ hoàng đế lớn nhất, kỳ lạ nhất và xa hoa nhất trên thế giới. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hai bức tường bằng đất đắp bên trong và bên ngoài, tượng trưng cho hoàng thành và cung điện của kinh đô. Không chỉ xa hoa và lộng lẫy, lăng mộ này còn chứa rất nhiều bí ẩn khiến các nhà khoa học đau đầu. Thậm chí các nhà khảo cổ còn phát hiện ra một thanh kiếm có trong lăng đã tồn tại suốt 2.000 năm nhưng vẫn rất sắc bén và có độ sát thương cao. Vậy đó là thanh kiếm gì và tại sao thời đại đó lại có thể chế tác ra loại kiếm đặc biệt như vậy? Tất cả sẽ được giải mã ngay sau đây. Ngày 1 tháng 3 năm 1994, kỳ quan thứ 8 của thế giới, hầm binh Mã Dũng, tượng người ngựa bằng đất nung của Tần Thủy Hoàng đã chính thức bắt đầu khai quật. Đây là một trong những khám phá khảo cổ vĩ đại trong thế kỷ này. Các di tích văn hóa được khai quật ở hầm số 2 bao gồm giáo bằng đồng, máy bắn nỏ bằng đồng, đầu mũi tên bằng đồng và thanh kiếm gãy. Trong số đó có một loạt thanh kiếm bằng đồng có chiều dài 86cm, thân kiếm có 8 mặt. Các nhà khảo cổ đã sử dụng thước cặp để đo và thấy rằng kích thước 8 cạnh này sai khác ít hơn một sợi tóc. Tất cả 19 thanh kiếm bằng đồng đã được khai quật đều như thế. Tổ chức bên trong của lô kiếm bằng đồng thanh này rất mịn, thanh kiếm sáng choang, lưỡi kiếm được mài nhẵn, có hoa văn tinh tế, không đan xen nhau. Những thanh kiếm này đã ngủ dưới lòng đất trong hơn 2.000 năm và chúng vẫn sáng bóng như mới và cực kỳ sắc bén. Sau khi thử nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bề mặt của thanh kiếm có một lớp hợp chất chrome dày 10 micron. Phát hiện này ngay lập tức gây chấn động trên thế giới, bởi vì phương pháp xử lý oxy hóa hợp chất chrome này là một công nghệ tiên tiến chỉ xuất hiện trong thời hiện đại. Ở Đức năm 1937 và ở Hoa Kỳ năm 1950 đã lần lượt phát minh và xin cấp bằng sáng chế cho phương pháp xử lý oxy hóa hợp chất chrome này. Khi dọn sạch hố đầu tiên của hầm số 1, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một thanh kiếm bằng đồng bị uốn cong bởi một bức tượng gốm nặng 150kg đè lên, độ cong vượt quá 45 độ. Tuy nhiên, khi mọi người di chuyển bức tượng gốm đi, một kỳ tích kinh ngạc đã xuất hiện. Thanh kiếm bằng đồng thanh vừa bé vừa mỏng này ngay lập tức duỗi thẳng, hồi phục trạng thái tự nhiên. Hợp kim ký ức hình thái được các nhà luyện kim đương đại mơ ước bất ngờ xuất hiện trong ngôi mộ cổ cách đây hơn 2.000 năm. Trên thực tế, phương pháp xử lý oxy hóa hợp chất chrome hoàn toàn không phải là một phát minh trong thời kỳ Tần Thủy Hoàng. Ngay từ thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc, người Trung Quốc đã làm chủ được công nghệ tiên tiến này. Thời Ngũ Bá trong thời Xuân Thu, Việt Vương Cầu Tiễn nếm mật nằm gai, chỉ một trận đánh bại Ngô Vương Phủ Sai đã diễn xuất màn cuối cùng tranh bá thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử. Thời gian trôi qua đã khiến cuộc chiến kinh hồn động phách này lặng lẽ ngủ yên trong dòng sông dài của lịch sử, dường như các thế hệ sau đã lãng quên. Tháng 12 năm 1965, thanh kiếm Việt Vương Cầu Tiễn được khai quật từ mộ sở số 1 ở Vọng Sơn, huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc. Khám phá khảo cổ lớn này ngay lập tức gây chấn động toàn quốc và những tin tức chấn động hơn đến từ các báo cáo nghiên cứu khoa học về thanh kiếm cổ đại này. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu là tại sao thanh kiếm cổ này lại không bị rỉ sét sau khi bị chôn vùi dưới đất trong hơn 2.000 năm. Kiếm vẫn sáng bóng và sắc bén. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy lý do tại sao thanh kiếm Việt Vương Cầu Tiễn không bị rỉ sét trong hàng ngàn năm là vì thanh kiếm được phủ một lớp kim loại có chứa chrome. Chrome là một kim loại hiếm có khả năng chống ăn mòn cực cao. Hàm lượng chrome trong đá của trái đất rất thấp và không dễ chiết xuất. Hơn nữa, chrome cũng là một kim loại chịu được nhiệt độ cao và nhiệt độ nóng chảy của nó là khoảng 4.000 độ C. Nền văn minh Trung Quốc cổ đại rất rộng lớn và sâu sắc, với một lịch sử lâu đời, chứa đựng trí tuệ tuyệt vời của người xưa và nhiều bí mật chưa được biết, được lưu lại cho các thế hệ tương lai nghiên cứu và khám phá. Quý vị thân mến, vào mùa xuân năm 1974, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra lăng mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng và nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng. Nhưng trong hơn 40 năm, đất nước này chưa bao giờ có ý định mở quan tài bởi họ phát hiện thấy hàm lượng thủy ngân độc hại ở trong khu vực lăng mộ và còn phát hiện ra những bí ẩn xoay quanh khu vực lăng tẩm này. Vậy ngoài việc chứa đựng thanh kiếm được coi là phát minh khoa học vĩ đại, Tần Lăng còn ẩn chứa điều gì? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những bí mật về lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Bí mật thứ nhất, thi thể của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng
vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 2.000 năm. Năm 1970, cả thế giới đã kinh ngạc khi người ta phát hiện một thi thể phụ nữ nguyên vẹn trong ngôi mộ Mã Vương Đồi, thời Hán, tại phố Trường Sa, Trung Quốc. Xương của cô vẫn được bảo quản tốt, đây thực sự là chuyện khá hiếm. Về mặt công nghệ, nếu cơ thể phụ nữ thời nhà Hán được bảo vệ tốt, thì từ triều đại Trần, chỉ trước thời của phụ nữ Mã Vương Đồi 100 năm, họ cũng đã có thể làm chủ kỹ thuật ướp xác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thi thể Tần Thủy Hoàng đã bị phân hủy trên đường đi kiểm tra. Trong những ngày nhiệt độ thời tiết tăng cao, cơ thể của ông đã có dấu hiệu phân rã trên đường vận chuyển. Điều này khiến không ai có thể nhận diện được ông nữa khi họ vận chuyển thi thể tới Hàm Dương. Vì vậy, có vẻ như thi hài của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã không được bảo quản ở trạng thái tốt nhất. Bí ẩn thứ hai, liệu có thủy ngân chôn trong lăng mộ? Thông tin về việc sử dụng thủy ngân để tạo ra các con sông và biển bên trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng có thể được tìm thấy trong cuốn sách Sử ký Tư Mã Thiên. Một cuốn khác, Hán Thư, cũng có những ghi chép tương tự. Tuy nhiên, ngôi mộ có thực sự chứa thủy ngân hay không vẫn luôn là điều bí ẩn. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, các nhà khảo cổ đã có trong tay những thiết bị tân tiến hơn giúp tìm ra lời giải cho bí ẩn này. Sau nhiều lần các chuyên gia tới đây lấy mẫu cùng với những thử nghiệm lặp đi lặp lại, cuối cùng họ đã tìm thấy lượng thủy ngân cao bất thường trong các mẫu đất này. Trái ngược với các mẫu đất tại các khu vực khác trong lăng mộ, người ta lại không tìm thấy thủy ngân ở đây. Nhưng các nhà khoa học đã đưa ra một kết luận sơ bộ rằng, ghi chép về số lượng lớn thủy ngân được chôn cất trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng là hoàn toàn có cơ sở và đáng tin cậy. Bí ẩn thứ ba, lăng mộ có chiều dài hơn 3 con sông hợp lại. Khảo sát của các nhà khảo cổ mới đây nhất đã chỉ ra rằng, lăng mộ ngầm của Tần Thủy Hoàng dài 260m từ đông qua tây và rộng 160m từ bắc tới nam, tổng diện tích là 41.600m2. Đây là lăng mộ lớn nhất trong triều đại Tần và Hán. Kích thước của nó tương đương với 5 sân bóng đá quốc tế. Các nhà khảo cổ sau này đã sử dụng máy khoan và chứng tỏ rằng ngôi mộ này được thiết kế theo chiều dọc. Tư Mã Thiên đã từng nói, chiều dài ngôi hầm mộ này còn dài hơn 3 con sông hợp lại. Theo cuốn sách Nghi lễ thời nhà Hán, điểm tận cùng của lăng mộ này không thể đo đếm được. Điều đó chứng tỏ rằng lăng mộ đã đạt tới độ sâu nhất có thể với trình độ khoa học công nghệ thời bấy giờ. Nhưng thực sự lăng mộ sâu đến đâu vẫn chưa ai có được câu trả lời chính xác. Bí ẩn thứ tư, bí ẩn về chiến binh đất Nùng. Theo các hồ sơ không chính thức, Hạng Vũ, nhà vua nước Chu, người đã lật đổ đế chế nhà Tần, cuối cùng lại bỏ mạng trong tay của đội quân đất Nùng. Ông đã bị 5 tên lính kỵ binh trừ khử bên bờ sông Ngô Giang. Chúng là binh lính Tần từ vùng Quan Trung và đã được dùng làm nguyên mẫu cho đội kỵ binh đất Nùng của Tần Thủy Hoàng. Bí ẩn thứ năm, liệu lăng mộ có 9 tầng địa ngục hay không? Từ trên cao nhìn xuống, bạn có thể nhìn thấy rõ kim tự tháp có hình vuông, do đó người Mỹ gọi nó là kim tự tháp lùn. Thật nghịch lý là hình dạng kim tự tháp ngược của gò đất dường như trùng với câu nói 9 tầng địa ngục, và điều này hoàn toàn độc đáo trên thế giới. Tần Thủy Hoàng là một kẻ kỳ quái, bí ẩn khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng này dường như chỉ có thể được tiết lộ bởi các khám phá khảo cổ học. Bí ẩn thứ 6, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có bao nhiêu lối vào? Theo Sử ký Tư Mã Thiên, một quyển sách lịch sử vĩ đại do Tư Mã Thiên viết, khi Hoàng đế Băng Hà, ông được đưa vào lăng mộ. Sau đó cửa chính đã đóng lại và cổng bên ngoài cũng được khép lại hoàn toàn. Tất cả thợ thủ công đều bị chôn vùi cùng với Hoàng đế. Điều này chứng tỏ rằng lăng mộ có 3 cổng, cổng bên ngoài, cổng trung tâm và một cổng bí mật. Người ta tin rằng cổng giữa đã được khóa tự động để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập từ bên trong hay bên ngoài, và 3 cửa được đặt trên một đường thẳng. Bí ẩn thứ 7, cuốn sách lịch sử nổi tiếng Sử ký Tư Mã Thiên nói rằng ngôi mộ có cả bầu trời và mặt đất. Điều này có nghĩa là gì? Trong những năm gần đây, một biểu đồ thiên văn học và địa lý đã được phát hiện tại ngôi mộ nhà Hán tại Đại học Giao thông Tây Nam, Trung Quốc. Phần trên của biểu đồ có mặt trời, mặt trăng và sao, biểu tượng của bầu trời, và phần dưới là núi, sông và động vật đại diện cho mặt đất. Bằng cách suy luận, các nhà nghiên cứu tìm ra sự kết nối và nhận định trần nhà của lăng mộ Tần Thủy Hoàng có thể đã được khảm bằng ngọc trai như các ngôi sao, sàn nhà với các ngọn núi và sông chụp thủy ngân. Trong vương quốc ngầm, linh hồn của hoàng đế vẫn cai trị mọi thứ giữa trời và đất. Bí ẩn thứ 8, những kho báu được chôn trong lăng mộ. Theo Sử ký Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng tá các chiến thuyền, đá quý cũng như các kho báu khác được chôn giấu.
Lưu Hướng, một học giả nổi tiếng trước thời Tư Mã Thiền, đã nói trong đoạn văn của ông rằng, từ thời cổ đại đến nay, không ai có thể được chôn một cách xa hoa như Tần Thủy Hoàng. Tất cả những mô tả này khiến chúng ta thực sự tò mò về sự giàu có mà Tần Thủy Hoàng đem chôn của mình. Vào cuối những năm 80, một chiếc xe ngựa đồng lớn cùng những vật dụng tang lễ được thiết kế cẩn thận đã được phát hiện ngay bên ngoài lăng mộ. Điều này thêm một lần nữa kích thích sự hứng thú của thế giới lên mức cao nhất. Bí ẩn thứ 9, quan tài của Tần Thủy Hoàng được làm bằng đồng hay bằng gỗ? Cuốn sách lịch sử Sử ký Tư Mã Thiên cho thấy một số lượng kỷ lục đồ đồng đặt ngoài quan tài. Do vậy, một số học giả kết luận rằng quan tài của hoàng đế được làm bằng đồng. Tuy nhiên, một cuốn sách lịch sử khác, Hán Thư, cho biết người xưa dùng đồng ở bên trong và phủ bởi một lớp bên ngoài quan tài để trang trí. Nhưng mặt khác, quan tài được nạm và đính trang trí bởi rất nhiều ngọc bích và ngọc lục bảo. Vậy chất liệu quan tài bên trong cũng rất có thể được làm bằng gỗ, theo phong tục từ thời xa xưa. Bí ẩn thứ 10, bộ phận tự động vẫn còn hoạt động tốt. Những người cổ xưa thích chôn tài sản của họ trong mộ khi họ qua đời, và điều này tất nhiên đã làm cho nạn cướp ngôi mộ trở nên tràn lan. Để phòng ngừa các cuộc xâm phạm từ bên ngoài, người xưa đã sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa khác nhau. Người ta nói rằng, ngoài thủy ngân độc hại, các mũi tên kích hoạt tự động cũng được thiết lập để ngăn chặn bọn cướp. Bất cứ ai cả gan đột nhập và nơi an nghỉ của vị hoàng đế đều phải chịu cái chết đầy bi thương. Tuy nhiên, tất cả các loại vũ khí chết người này đã được ẩn trong lăng mộ hơn 2.000 năm qua. Liệu chúng còn có thể hoạt động tốt cho tới ngày nay? Trên đây là những điều bí ẩn trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Những bí ẩn này vẫn đang được các nhà khảo cổ làm rõ và hy vọng chúng ta sẽ có được những lời giải thích hợp lý nhất. Quý vị thân mến, sau khi phát hiện ra thanh kiếm cổ đại xuất hiện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu là tại sao thanh kiếm cổ này lại không bị rỉ sét sau khi bị chôn vùi dưới đất trong hơn 2.000 năm, kiếm vẫn sáng bóng và sắc bén. Những phát minh khoa học của những năm thập niên 50, thế kỷ 20 lại xuất hiện cách đây 2.000 năm. Ai có thể tưởng tượng rằng thanh kiếm dài được sử dụng bởi những người lính của Tần Thủy Hoàng là một kiệt tác mà khoa học hiện đại còn chưa phát minh ra được. Quý vị nghĩ sao về những phát minh này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.